Dạ. Xin ăn đi. Ăn chè chuối không? Chè chuối. Ăn chè chuối nha. Chả cá. Chả cá băm ra. Không, mua đậu phộng. Trời, bắp ngon lắm này nha. Bắp nóng hổi luôn á, mua 2 bịch. Bắp nóng hả? Bắp nóng ngon quá. Được lắm rồi. Đậu phộng. Có đậu phộng không? Không, để cam con vô mua cam ở trong ChatGPT cam test sạch. Đây mình đi chợ Mỹ Thành nha mọi người, chợ Việt Nam. Mẹ mua cái mẹ lấy cái nè nước 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 dừa để mẹ kho đâu. Kho thịt kho đồ đó là đâu, đó đó cá kho hả lấy nước còn đó nước dừa cái nước dừa à. Đây nước dừa nha các bạn, thì về kho thịt kho gì mẹ kho nước dừa Việt Nam chuyển rồi. Ăn bánh hay không? Hay đậu xuống 99 mua bánh nào. Đừng mua 99 đồng bánh. Thì thảy xuống khi mua coi tôi có gì. Mua nếp. Hả? Để qua đây lấy nếp nè. Nhà còn mắm chanh su không? Còn nước mắm chanh su không? Đó hả trời? Mắm chanh su phải dành cho đây. Chanh su này khác gì trời? Mặn lắm đừng có. Để ăn nó để kho mẹ mua rồi. Thế nhà mẹ mua cái đó rồi nó mặn lắm. Ừ. Ăn chè đậu đỏ không? Chè đậu đỏ mua đậu nếu nó hầm sẵn á, giờ nhà bỏ vô nấu. Tương ớt. Ớ, còn không? Còn thật hả? Tưởng đi, ờ, đi thích ăn chứ con cũng đâu có ăn đâu. Nếp rồi ta. Sorry.
nè, hàng gạo nè. Sao thấy nít ta? Này gạo không, sao con không thấy nếp ta? Nếp bên kia hả? Hả? Ở nó đường con có mua mà đi cỡ có nó đem nó mua xuống chín chín mua này bán thì chị gom á. Đợi xuống chín có củ qua ngon mẹ, đổ xuống chín luôn. Nếp này mẹ. Mẹ. Nếp. Lá dòng hả? Lá tiên. Làm gì ta? Lá đó giống lá. Lá tiên nè, nó đầy lá tiên nhưng mà để làm gì? Biết rồi nhưng mà để làm gì ta? Làm gì mình biết thôi. Mẹ ơi, con kim cho chị. Mẹ, mua bịch nếp nhỏ rồi. Mát nước. Đi ta có thịt chặt. Cái đây gì đây? Gạo lứt. Cái này là cơm. Nếp hộp dài cũng có, nếp hộp tròn có, muốn mua nếp gì? Nếp là lấy nếp đây. Đây này, cũng được. Cái này. Hộp dài. Cái này nó của Thái nè. Ừ. Đây. Nè mẹ. Nè, nhìn này mẹ. Cái chua. À đúng rồi, mua cái này. Lấy gì? Khỏi nó. Lấy cái miếng nào lấy đây. Lấy hai bị. Cả chợ chính chính cũng ăn vậy. Quay từ từ ấy, nó không, không có bị giật. Mà mẹ quay mẹ chạy giật giật vậy nữa lên. Thôi xuống kia ổ qua ngon lắm, mua qua. Qua đó ngon gì vậy? Mua cục bí này mẹ. Cục bí. Rau má nè kìa. Ờ. Đó là mấy mùng to đó, đúng rồi. Đây để lộn á. Có mùng to thì mua mùng to đi mẹ. Rửa coi thấy cái nào có hư không mà bóc tí tí vậy. Rửa luộc cái vô ẹt rồi mà không ăn nữa. Có bà Nguyễn Thành bán quá. Sorry. Nè mẹ, có lựa mớ hồng vàng à. Mẹ. Đi tới lựa mớ hồng. Cái bịch này à. Đây cái bịch lựa hồng ăn nè. Thích ăn hồng, anh Dũng cũng thích ăn.
giá nè, giá là bịch giá. Còn không? Còn không? Bữa cải nó to vậy chứ mà nó xốp à? Không có xốp. À. Nó chắc cuộc á. Ơ cái lấy cái bịch tông. Không, cái kia cục bự thì sao mà. Mami lấy cái bịch tông. Cái bịch bự vậy cái củ cải đâu bỏ vô bịch được rồi. Cô đâu muốn xin chào, có đâu muốn nhà chưa? Không có. Không có. Không có. Đi thẳng xuống này lấy thôi, mẹ đâu muốn này mẹ. Thôi đừng có mua rau gì hết, mua cục mẹ. Trong tủ lạnh có ớt, có một hộp mà chưa ăn xong mà mua chi mẹ. Đây nè. Đây. Không muốn. Không ăn hết hư sao? Hả? Có chưa? Rồi muốn đâu? Em bó muốn luộc cho anh Dũng mẹ ơi, đi lên đây. Thấy chưa? Lấy đâu? Đâu? Mới lấy vừa sao không lấy, ấy là bỏ lại. Cái bịch đi, bịch gì? Bịch đi, nó muốn cái bịch gì nè. Đi Lan à, đi Lan à, lấy nó. Đẩy đi cha, đẩy. Ăn bắp tay không? Bắp tay gì được ăn kìa. Khi nào mẹ ăn ngót hết mẹ kêu Mỹ ra con nhìn chợ hẹ nè, ăn hẹ không? Hẹ mà hẹ này cứng anh Dũng không có thích ăn hẹ, hẹ mà lá đừng ăn đó ngon anh. À, ngon ngon thì lấy ăn cái. Muốn ăn thì lấy cái. Lấy bạch trên đây. Con không biết thừa đâu. Cái này được. Bạch này mẹ. Cái giòn. Nè củ hủ dừa. Củ hối dừa khô ngâm làm gỏi nè. Đó, có đó. Có hết đó. Cái gì cũng có, không có tiền. Nè, bạch đây trên đây. Nó đang quay. Nè, thở em thở. Quay kiểu này sao thu hút cách cho. Quay chế. Bị cãi đó, cãi gì thấy hấp dẫn chưa? Ngay tay cha. Cái ngọt, cái dày, cái ngọt. Cái làng. Cãi nó về xào ăn ngon lắm. Cái thì à. Không phải cái thì à. Chờ hả, bữa nay ta đi chợ đâu? Lỡ nghỉ. Lỡ nghỉ, ta đi chợ quá trời. Ông Dũng không phải vậy, cái ông rủ đi thế này, ông rủ đi sang.
quay từ từ đừng làm gì. Con xe này con. Để con.
không đi lựa rồi. Con bánh chua bay không? Không bánh đi không? Xuống dưới nè, mua mì vô quận quà, à, mua mì. Mì tôm kìa, thích ăn mì tôm nào thì tự lấy. Con đi xuống mì đó, mì đó cái đóng khiên á. Ăn mì nào, mì mama thay mì Thảo Hảo. Thảo Hảo nè, Thảo Hảo nó có nhiều á, nhìn thử cái hiệu nào ăn. Cái này hiệu chua cay. Cái này không có chua cay nè. Nè bún này nè. Chua cay chua đẹp. Đậu mũ lên chứ đỡ ho nữa. Rồi đi ra tính tiền. Không, đi không? Nika, I'm gonna get new chopsticks like mom. Okay. Con nào chỉ nó clean number 3. Nó mày bả lỡ biết cách rồi kìa, anh chỉ gì nữa kìa chốc. Con ăn đỡ luộc rồi đâu cần mua cái đồ làm gì, tùy đó, để ông bà muốn ăn, ăn con nào muốn mà mua. Con đang nhịn con gà đi bộ làm gì. Giờ nhà mình ấm cúng không? Vậy là Winnie nó xem.